Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chỉ điểm là ta đã cẩn thận quan sát một chút. Tác dụng chủ yếu nhất của mệnh căn quả trong bát giai trị liệu dược tề là cung cấp sức sống cường đại. Bởi vì như thế nên ta đã bắt đầu tìm kiếm vật vẩn thay thế nó. Và ta trải qua đại lượng thí nghiệm, nhưng mà cuối cùng lại phát hiện ra tứ lan diệp, mà là thảo và sinh tinh đài là ba loại linh dược sau khi hỗn hợp với nhau thì kết cấu nguyên tố và phản ứng của nó sau khi phối hợp lại vô cùng tương tự với mệnh tinh quả. Trong đó thì tứ lan diệp là thất giai linh dược, đồng dạng ẩn chứa sinh mạng sức sống cường đại. Với hỗn hợp mà là thảo thì căn cứ với phản ứng kịch liệt khác nhau sẽ sinh ra phản ứng mãnh liệt khác nhau, mà sinh tinh đài chính là chất xúc tác của cả hai thứ nó, có thể đem hai phản ứng này hợp làm một, nhưng mà ta lại thất bại. Hy Mông Tư đại sư nhìn qua bình dung dịch màu xanh ra trời trong tay của Kiệt Sâm, trên mặt lộ ra sự đắng chát. Kiệt Sâm hội trưởng à, người cũng thấy rồi đó, bình dung dịch trong tay của người là sản phẩm thành công nhất mà sau khi ta nghiên cứu chế tạo tới bây giờ. Nhưng mà đáng tiếc là đừng nói đến công hiệu đạt tới bát giai đế cấp trị liệu dược tề, mà cho dù nó là thất giai thì cũng không đạt tới. Chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới lục giai thượng phẩm hoặc là hoạt lực dược tề thôi. Phải biết rằng trong đó có gia nhập hai linh dược tề thất giai. Nếu nói đến đây, trên mặt của Hy Mông Tư đại sư lộ ra nét đắng chát và càng lớn hơn là lắc đầu tự giễu cợt. Vậy cho nên bình dung dịch này của ta không được tính là bán thành phẩm, chỉ có thể xem là thí nghiệm thất bại mà thôi. Kiệt Sâm gật gật đầu nhìn qua đối phương rồi nói. Vậy cho nên người muốn dùng bát giai mệnh tinh thảo để thử nó? Ừ, phải như vậy. Hy Mông Tư đại sư gật đầu. Ta đã cẩn thận nghiên cứu qua quá trình phối chế của bản thân, và ta đã phát hiện ra nguyên nhân thí nghiệm sở dĩ thất bại đó bởi vì tứ la diệp phóng thích sinh mạng sức sống quá ít, mà căn bản không so sánh được với mệnh căn quả là tài liệu bát giai. Nhưng mà trên thực tế thì ta xem tư liệu tranh ảnh của linh dược, mặc dù là tứ la diệp chỉ là thất giai linh dược thôi, nhưng mà nó lại ẩn chứa tính mạng sức sống mạnh mẽ mà chú danh. Tuy ở phương diện này còn kém mệnh căn quả bát giai, nhưng mà kém cũng không quá lớn. Chủ yếu là tứ la diệp phản ứng không có triệt để, tính mạng sức sống trong đó cũng bị phóng thích đi. Vậy nên ta đã thêm sinh tinh đài. Nhưng mà dù sao sinh tinh đài chỉ là lục giai linh dược, gia nhập nhiều hơn thì cũng không cách nào giúp cả hai nó phản ứng triệt để. Cho nên ta mới đem sự chú ý đặt vào trong bát giai mệnh tinh thảo, muốn dùng bát giai mệnh tinh thảo này để thay thế sinh linh đài làm chất xúc tác. Dám dùng bát giai mệnh tinh thảo để làm chất xúc tác sao? Hy Mông Tư đại sư, người cũng thực sự là quá can đảm rồi. Nhìn thấy Hy Mông Tư đại sư lớn mật, Kiệt Sâm có chút im lặng. Mệnh tinh thảo đó thì tính là gì? Bát giai linh dược là tài liệu chủ của nhiều loại linh dược bát giai, tính hy hữu và quý giá còn hơn cả mệnh căn quả. Hy Mông Tư đại sư lại muốn dùng nó để làm chất xúc tác. Cho dù là Hy Mông Tư thí nghiệm thành công, nhưng vận dụng vào thực tế căn bản không đáng. Hy Mông Tư đại sư cười khổ nói một tiếng. À, thực ra ta cũng đã tính toán qua. Muốn cho tứ là diệp và mai là thảo phản ứng thì sinh tinh đài không cách nào là không làm được. Nhưng mà với tư cách bát giai linh dược mệnh tinh thảo thì chỉ cần 1/10 thôi. Nếu như là thành công thì một cây bát giai mệnh tinh thảo đó có thể chế biến ra 10 bình thất giai trị liệu dược tề. Và 1/10 trong mệnh tinh thảo cũng không có quý giá như một mệnh căn quả. Nhưng mà một khi phối chế thành công thì cũng xem như là một bài học cho ta. Ta cũng có thể dùng nó để tấn cấp thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư. Về sau đó có thể vận dụng vào trong thực tế hay không thì không cần phải cân nhắc. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng mà Hy Mông Tư cũng biết, cho dù là hắn thực sự thành công, đế quốc cũng không cho phép một mệnh tinh thảo đi phối chế bát giai trị liệu dược tề. Cho dù là một gốc có thể tương đương với 10 gốc mệnh căn thảo, bởi vì mệnh tinh thảo này quá quý hiếm, nhưng nó là tài liệu chủ yếu của rất nhiều loại bát giai linh dược tề, hoàn toàn có thể nói là công dụng tốt nhất, mà mệnh căn quả cũng chỉ có ích trong 1-2 loại linh dược tề mà thôi. Đối với Hy Mông Tư đại sư, tiêu hao cái giá quá lớn khi nghiên cứu linh dược tề, tâm tình của hắn muốn tấn cấp thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư, nhưng mà Kiệt Sâm ngược lại không muốn công kích. Tại linh dược giới, có rất nhiều linh dược sư nghiên cứu ra linh dược tề, chỉ có thể đủ loại nghiên cứu ra lý luận mà không cách nào vận dụng trong thực tế. Nhìn thì rất có không lợi, nhưng mà linh dược học phát triển lên,
đó cũng có nghĩa là khó không ít người nghiên cứu ra thành phẩm. Cái giá lớn tới mức không ngợp hợp với thói thường. Nhưng mà trong quá trình linh dược sư nghiên cứu chăm chỉ, từng chút tiến bộ hơn, đó là một điều rất tốt. Nghe xong Hy Mông Tư đại sư giảng thuật, Kỳ Sâm triệt để lâm vào trong trầm tư. Hắn cũng không đọc qua tư liệu gì hết. Hắn kiếp trước thân là cửu giai linh dược thánh sư, bất cứ vật nào cũng đều khắc sâu trong đầu, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Giờ khắc này, từng loại kết cấu nguyên tố linh dược trái ngược với công thức tính toán, Hy Mông Tư đại sư nhắc tới rất nhiều phản ứng linh dược trong đó, đều mô phỏng trong từng đầu, giống như phối chế chân thật. Trong phòng thí nghiệm, hoàn toàn im lặng. Từ Lý Lạc Phổ giống như một cây cọc thép đứng tại chỗ, mặt không biểu tình. Mà Hy Mông Tư đại sư thì lặng lặng nhìn qua Kiệt Sâm lâm vào trầm tư, trong ánh mắt có một tia chờ mong. Kiến thức của Kiệt Sâm đã siêu tuyệt linh dược học thời đại này. Mặc dù là nghiên cứu này cũng vô cùng khó khăn, nhưng trong nội tâm của Hy Mông Tư đại sư vẫn còn một chút chờ mong. Chuyện này là không giống, tạo nghệ của thiếu niên này vô cùng thâm sâu, có thể cho ra ý kiến và giải thích rất đặc biệt. Không đúng. Thời điểm Hy Mông Tư đại sư suy nghĩ, trong phòng thí nghiệm này, đột nhiên Kiệt Sâm đang ngồi ở chỗ nhướng mày, trong miệng lên tiếng. Như thế nào? Mí mắt của Hy Mông Tư đại sư nhảy dựng lên, trong miệng lên tiếng. Hy Mông Tư đại sư, mạch suy nghĩ này, sáng kiến cũng không có tệ. Nhưng mà cho dù là đổi sinh tinh đài với cả mệnh tinh thảo, thí nghiệm này của người cũng sẽ không thành công đâu. Bởi vì tứ la diệp cùng ma la thảo phối hợp với nhau là đúng. Nhưng mà mệnh tinh thảo cùng sinh tinh đài không có cách nào thức hóa tính mạng linh hoa hoàn dược được, lại còn sinh ra tác dụng phụ rất là mạnh nữa. Nói xong, Kiệt Sâm lắc lắc bình dung dịch màu xanh ra trời. Chẳng lẽ đại sư ngươi không cảm giác dung dịch này có tính mạng tinh thần hỗn loạn hay sao? Tinh thần hỗn loạn? Hy Mông Tư đại sư giật mình nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm đại sư à, làm sao mà ngươi biết được? Ta cũng cảm thấy rất kỳ quái. Dung dịch này ta đã từng phục dụng một chút, cảm giác được hình như là chỉ có một chút thôi, nhưng mà cũng không để ý là như thế nào. Trên mặt của Hy Mông Tư đại sư lộ ra nghi hoặc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Chỉ điểm. Đây là bởi vì trong Ma La Thảo có gen ẩn hình, và nó có thể sinh ra tổn thương tinh thần của linh sư. Nó sẽ làm cho tinh thần hỗn loạn lên. Nhưng mà gen ẩn này sẽ che giấu rất sâu đậm. Nếu như người phối chế bình thường thì căn bản không có hiện ra đâu. Nhưng mà nếu như là dùng tính mạng hoa kết hợp với nhau thì sẽ tiến thành ngón phích gen ẩn hình này. Nó sẽ sinh ra tổn thương với linh sư. Người ngay từ đầu đã dùng sinh tinh đài thúc khóa khá là tốt. Nhưng mà bởi vì trong sinh tinh đài này tính mạng tinh hoa cũng không có nhiều. Nhưng nếu như đổi thành mệnh tinh thảo, bằng vào mệnh tinh thảo có tính mạng tinh hoa mạnh hơn sinh tinh vật đài rất nhiều lần, sẽ triệt để tiến thành phóng thích cái gen ẩn hình đó. Đối với linh sư có tổn thương rất lớn đó, chỉ sợ sau khi phục dụng cái tài liệu này, thì chỉ sợ vừa mới phục dụng vào, tinh thần của linh sư đó sẽ sụp đổ mất. Sao? Nghiêm trọng như vậy à? Hy Mông Tư đại sư hơi kinh hãi, hắn từ trong tay của Kiệt Sâm tiếp nhận bình dung dịch, rồi sau đó chám một chút vào đầu lưỡi. Quả nhiên, trước kia cũng có loại sóng tinh thần này xuất hiện, lần này lại xuất hiện trong cảm giác của hắn. Xem ta, tư tưởng của ta đã hoàn toàn sai lầm rồi. Hy Mông Tư đại sư lắc đầu, nhịn không được lên tiếng. Hắn vẫn cho rằng nếu có mệnh tinh thảo giải quyết vấn đề phản ứng của La Diệp và Ma La Thảo thì thí nghiệm của mình có thể thành công, nhưng mà lại không nghĩ rằng còn có tác dụng phụ to lớn. Giữa khắc này, trong nội tâm của Hy Mông Tư đại sư cảm thấy vô cùng may mắn. Thực là may mắn chính mình không có được mệnh tinh thảo, cùng may mắn chính mình gặp được Kiệt Sâm. Nếu không, một khi mà mình thực sự phối chế ra dùng dịch này thành công, không biết hậu quả mà phục dụng lung tung, không biết xảy ra hậu quả gì đấy. Nhưng mặc dù Hy Mông Tư có may mắn, nhưng mà sâu trong đôi mắt của hắn vẫn có một tia thất lạc. Lúc này, hắn hao tổn linh lực suốt 2 năm qua, tiêu hao vật phẩm quá lớn, lại không nghĩ rằng thu được kết quả như vậy. Cho dù trong lòng của hắn khiêm tốn, nhưng cũng tràn ngập uể oải. Nhìn thấy biểu lộ của Hy Mông Tư, đối diện, Kiệt Sâm cười rộ. Hy Mông Tư đại sư, người tư tưởng không có sai. Mệnh căn quả mấu chốt là tánh mạng sức sống khá là đúng. Nhưng mà mạch suy nghĩ này của người lại nhằm vào, ta đã vừa rồi tính toán một chút. Người có thể nếm thử sử dụng sinh mệnh diệp thay thế cho Ma La Thảo, hỗn hợp với tứ la diệp. Về phần sinh tinh đài tam chất xúc tác thì thôi không cần đâu, mà gia nhập hoạt lực tuyển thủy vào phản ứng đi.
kích hoạt tính mạng sức sống trong Tử La Diệp thì có lẽ sẽ có hiệu quả nhất định đó. Kiệt Sâm đem những thứ mà mình phân tích nói ra. Dùng sinh mệnh hiệp để hỗn hợp với cả Tử La Diệp, sau đó lại thêm hoạt lực tuyền thủy vào phản ứng, kích hoạt tánh mạng sức sống trong Tử La Diệp. Hy Mông Từ đại sư thì thảo nhẩm tính, hắn nhanh chóng lấy một quyển sách ra, sau đó rồi liệt kê một công thức, rất nhanh lại đứng lên. Tính toán lại tính toán, hai mắt của Hy Mông Từ dần dần sáng rực. Cái này... Rốt cuộc, sau khi viết ra con số cuối cùng, Hy Mông Từ thoáng một cái đứng lên. Ánh mắt của hắn nhìn qua Kiệt Sâm là khó có thể tin và kích động nói. Kiệt Sâm hội trưởng à, cái này là người nghĩ ra hay sao? Nhưng mà không thể. Đúng rồi, quá không thể tưởng tượng được đâu. Hoàn mỹ, thực sự là rất hoàn mỹ. Căn cứ theo tính toán của hắn, kết cấu nguyên tố của các linh dược này dung hợp hoàn mỹ với nhau. Công hiệu còn tốt hơn thí nghiệm của hắn lúc trước rất nhiều lần. Hy Mông Từ đại sư, đây thực sự là chỉ là suy đoán đơn giản thôi. Hiệu quả cụ thể còn không nhất định, cần phải trải qua phối chế và nghiệm chứng nó. Dù sao phối chế linh dược tề thì không phải chỉ dựa vào lý luận và tính toán của ta, mà ngươi phải thực hiện mới được. Nhìn thấy bộ dáng kích động của Hy Mông Từ, Kiệt Sâm lên tiếng nhắc nhở. Bản thân linh dược tề là đồ vật vô cùng mẫn cảm, chuyện xung đột dược tính mạnh mẽ ở trong một bình linh dược, bảo trì và rượu của nó cân đối rất yếu ớt. Cho dù Kiệt Sâm lúc này suy tính trong đầu óc, mấy thứ linh dược này kết hợp với nhau lại hoàn toàn có thể đạt được các dụng cụ của mệnh căn quả gia nhập vào bát giai đế cấp trị liệu dược tề. Nhưng mà tình huống cụ thể là sao thì trước khi trải qua thí nghiệm chứng thực, Kiệt Sâm không dám khẳng định nó. Kiệt Sâm hội trưởng, hiện giờ ta sẽ đi làm thí nghiệm ngay. Trên mặt của Hy Mông Từ vô cùng kích động và hưng phấn. Ở trong công tác phòng này, còn làm việc Kiệt Sâm hội trưởng chuẩn bị cho phòng thí nghiệm của ta. Còn về phần tài liệu, trên người của ta đều có sẵn. Sinh mệnh diệp thì ta cũng có, còn hoạt lực tuyền thủy thì phiền toái Kiệt Sâm hội trưởng tìm cho ta một phần. Hy Mông Từ vào lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong phấn khởi, không thể chờ đợi được muốn thí nghiệm. Kiệt Sâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong công tác phường này, nhiều nhất chính là phòng thí nghiệm. Về phần hoạt lực tuyền thủy chỉ là tài liệu lục giai, không có đáng bao nhiêu. Hơn nữa, cho dù là thất giai, dù là bát giai linh dược, chỉ cần mình cần tới thì Kiệt Sâm cũng không có chút keo kiệt. Rất nhanh, Hy Mông Từ cần cái gì cũng được đưa tới toàn bộ. Nhìn thấy Hy Mông Từ tiếp nhận đồ vật, không thể chờ đợi được xông vào trong phòng thí nghiệm của khu phối chế, Kiệt Sâm nhịn không được mà lắc đầu. Trong phòng thí nghiệm, Kiệt Sâm cũng không có đi vào quan sát, mà rời khỏi phòng thí nghiệm, đi ra công tác phường tùy ý quan sát. Dùng thực lực thất giai cao cấp linh dược hoàng sư của Hy Mông Từ, hơn nữa, loại linh dược kiểu mới này là do hắn nghiên cứu, nghĩ đến cũng không bao lâu sẽ có kết quả thôi. Kiệt Sâm hội trưởng. Trong công tác phường, những linh dược sư đang đứng bên ngoài khu phối chế nhìn thấy Kiệt Sâm đều tràn ngập cung kính. Không ít người trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Kiệt Sâm hội trưởng là cùng với Hy Mông Từ đại sư cùng nhau tiến vào trong phòng thí nghiệm. Tại sao đi ra lại chỉ có mỗi một mình Kiệt Sâm hội trưởng? Trong khu lộ thiên như vậy, Kiệt Sâm lại qua quan sát, ngẫu nhiên nhìn thấy có người phối chế chỉ điểm một lát, cũng có chút nhàn nhã. Cũng không biết đã qua bao nhiêu lâu, đột nhiên một cỗ khí tức mang theo uy thế rất lớn từ trong phòng thí nghiệm tràn ra. Lập tức, một đạo khí tức linh dược đáng sợ phóng lên trời. Mùi thuốc nồng đậm, tràn ngập cả công tác phường. Khí tức đến kinh người, không ngừng lưu chuyển trong công tác phường, kinh động tất cả những người ở đây. Trong phòng thí nghiệm công tác phường đó, đều dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà kiến tạo thành. Nhưng mà tiêu chuẩn bình thường này là dựa theo phòng thí nghiệm cấp bậc lục giai linh dược tôn sư. Cách âm, cách ly khí tức linh dược, lại ngăn cách không được thiên địa dị tượng lúc thất giai hoàng cấp linh dược tể xuất thế. Đây không phải là phòng thí nghiệm lúc trước mà Kiệt Sâm hội trưởng cùng với Hy Tư Mông đại sư đi vào hay sao? Trong công tác phường, vô số linh sư đều ngừng tay nhìn qua. Những linh dược sư đang phối chế khẩn trương nhìn qua cỗ khí tức này từ rất lâu rồi. Nhìn thấy phòng thí nghiệm có khí tức kinh người này bay ra, hoàn toàn không quan tâm tới linh dược mình đang phối chế đã báo hỏng từ lâu. Giờ khắc này, động tĩnh cực lớn vang vọng trong công tác phường, vô số hào quang màu ngà sữa lưu động. Tất cả linh dược sư ngửi thấy mùi thuốc đều cảm giác toàn thân khoan khoái dễ chịu, cốt cách toàn thân nhẹ hơn vài phần, giống như đang ngâm trong suối nước nóng, vô cùng sướng vui thoải mái. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Rồi đi.
Thời điểm tất cả mọi người giật mình, cửa phòng thí nghiệm mở to. Trong tay của Hy Mông Tư đại sư cầm một bình linh dược màu xanh da trời đi ra, thần sắc kích động rời khỏi phòng thí nghiệm, thoáng cái đã tới trước mặt Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, ta đã thành công rồi. Trên mặt của hắn ửng hồng, toàn thân vô cùng kích động, cười như điên trước mặt tất cả mọi người. Ở đây, tất cả linh dược sư còn không rõ Hy Mông Tư đại sư đã xảy ra chuyện gì, nghi hoặc đối mặt lẫn nhau. Sau đó bọn họ như nhìn thấy chuyện khó tin nhất trên đời. Thân là đế quốc linh dược sư viện đại sư, thất giai cao cấp linh dược hoàng sư Hy Mông Tư đại sư, ở trước mặt bao nhiêu người, không người bái Kiệt Sâm rất sâu. Kiệt Sâm hội trưởng à, Hy Mông Tư, ta cảm ơn ngài đã chỉ điểm. Một tia nước mắt từ trong đôi mắt của Hy Mông Tư lập tức chảy xuống. Đó là nước mắt kích động phát ra từ trong nội tâm. Phía trong đại sảnh, im lặng không một âm thanh. Tất cả mọi người ngốc trệ hóa đá nhìn một màn đó, không rõ chuyện gì đã xảy ra. Không ai có thể lý giải thâm tình của Hy Mông Tư lúc này. Những năm gần đây, hắn đã sớm có thực lực tấn cấp, nhưng mà thủy chung không được chứng thực. Hắn có nghiên cứu ra một loại linh dược tể mới nhưng lại thủy chung vẫn không thành công. Mà khi hắn đại triệt đại ngộ chuẩn bị buông tha nó, thì sự chỉ điểm của Kiệt Sâm khiến cho hắn cố gắng mà đau khổ duy trì tìm hiểu suốt mấy năm, cuối cùng cũng đã có kết quả rồi. Giờ khắc này, trong lòng của Hy Mông Tư ngoại tử trừ vui sướng vì thành công, lại còn có vô cùng cảm kích đối với Kiệt Sâm. Không sao, Hy Mông Tư đại sư, đi, người cho ta xem linh dược tề này. Kiệt Sâm vội vàng nâng Hy Mông Tư lên. Hy Mông Tư liên tục gật đầu, trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc có vô số linh dược sư trong đại sảnh. Hắn cùng với Kiệt Sâm cùng nhau đi về phía phòng thí nghiệm. Một mực đợi đến lúc hai người trở lại trong phòng thí nghiệm lần nữa, ngồi vào chỗ của mình, thì tâm tình kích động của Hy Mông Tư mới thực sự bình phục lại. Mặt của hắn tỏa ra dáng tươi cười, trong đôi mắt có chút kích động đưa linh dược tề tới tay Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, người hãy xem đi. Đây là một lọ linh dược tề hoàn toàn màu xanh da trời, tán ra hào quang sáng chói, không ngừng toát ra đạo đạo linh lực chấn động nồng đậm. Kiệt Sâm vẫn như cũ, vốn là lắc, rồi sau đó mở nắp bình ra cua cua. Quất quá là bất đồng đối với chính mình lúc này, còn đặt lên đầu lưỡi nếm thử một chút. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hy Mông Tư đại sư, đây là một loại linh dược tề hoàn toàn mới đó, ẩn chứa lực lượng trị liệu rất cường đại, nhưng mà vẫn không thể nào đánh vỡ phạm trù thất giai hoàng cấp linh dược tề được, chỉ có thể coi là linh dược tề thất giai thượng phẩm thôi. Khoảng cách trị liệu dược tề bát giai đế cấp có chênh lệch rất là nhất định. Bất quá thì phạm vi trị liệu và công hiệu của loại trị liệu dược tề này nó cũng rất đặc biệt, bởi vì nó mô phỏng chính là trị liệu dược tề bát giai đế cấp, cho nên đối với một ít thứ mà thất giai trị liệu dược tề bình thường không cách nào trị liệu được thì nó cũng có được công hiệu nhất định đó. Chỉ có điều so với bát giai đế cấp trị liệu dược tề phải yếu hơn rất nhiều, tương đương với một bát giai đế cấp trị liệu dược tề bản nhược hóa. Kiệt Sâm rất nhanh đưa ra lời bình thản. Lời bình luận của hắn rất đúng trọng tâm. Trên thực tế, chỉ cần trước khi linh dược tề này phối chế thành công thì thứ sinh ra chính là thiên địa dị tượng mà không phải là thiên địa dược kiếp thì cũng có thể thấy được. Loại trị liệu dược tề kiểu mới này tuy rằng công hiệu cường đại nhưng mà vẫn không thể đột phá phạm chủ hoàng cấp linh dược tề. Nghe được lời bình luận của Kiệt Sâm, trên mặt của Hy Mông Tư lại tràn đầy ý cười. Kiệt Sâm hội trưởng, kỳ thực có thể chế biến ra linh dược tề như thế này là ta đã đủ hài lòng lắm rồi. Dù sao tài liệu của lọ linh dược tề này chỉ có hai loại tài liệu thất giai là thất diệp linh tham và cú la diệp. Có thể chế biến ra ba loại trị liệu dược tề thất giai thượng phẩm hoàng cấp này thì ta cảm thấy nó là cực hạn rồi. Dù sao bên trong không có bát giai linh dược, muốn thuần túy dùng thất giai linh dược để chế biến ra bát giai đế cấp linh dược tề thì ta biết là cũng không phải là chuyện có thể làm được đâu. Hơn nữa, dùng thực lực của ta, hiện giờ tạm thời cũng không thể phối chế ra bát giai đế cấp linh dược tề được. Kiệt Sâm nhẹ nhàng gật đầu. Tuy rằng cú la diệp và tính mạng chi diệp cộng thêm hoạt lực tuyển thủy, ba thứ hỗn hợp có thể mô phỏng ra công hiệu của vận mệnh quả, nhưng nói cho cùng chỉ là mô phỏng mà thôi. Vận mệnh quả dù sao chỉ là bát giai linh dược, trời sinh đất nuôi, vô số năm thai nghén mà thành, cũng không phải là loại được linh dược đơn giản có thể hoàn mỹ có thể thay thế. Mà phải rồi, Kiệt Sâm hội trưởng, có một việc ta muốn người đồng ý với ta. Trong phòng thí nghiệm, Hy Mông Tư có chút không có ý tứ mở miệng, trong đôi mắt mang theo khẩn cầu nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, lọ linh dược tề kiểu mới này ta hy vọng người có thể để cho ta dùng danh nghĩa của hai người chúng ta để giao cho đế quốc linh dược sư viện. Người cũng biết đó, ta vẫn luôn dùng phương thức như thế để tấn cấp thất giai cao cấp linh dược hoàng sư. Nói đến đây,
Hy Mông Tư cùng nói, nhìn qua thần sắc Kiệt Sâm có chút bất thần, bất định. Trong phòng thí nghiệm, biểu lộ của Kiệt Sâm không khỏi sững sờ. Chứng kiến biểu lộ của Kiệt Sâm, Hy Mông Tư vội vàng bổ sung. Và đương nhiên, nếu như Kiệt Sâm hội trưởng người không muốn, thế thì thôi cũng quên đi. Cách điều chế này ta nhất định sẽ giấu ở trong lòng, sẽ không nói với bất luận kẻ nào hết. Kiệt Sâm lập tức có chút dở khóc dở cười. Hy Mông Tư đại sư, linh dược tề này là chính người nghiên cứu ra. Muốn làm gì thì tự nhiên tùy người chứ, không cần phải thông qua ta. Không. Hy Mông Tư lắc đầu liên tục, biểu lộ trầm chú. Kiệt Sâm hội trưởng à, nếu như không có lời của ngươi, thì làm thế nào ta cũng không nghĩ ra dùng tính mạng của Chi Diệp thay thế Ma La Thảo, lại dùng hoạt lực truyền thủy để đi kích hoạt nó. Rồi linh dược tề này cũng không thể phối chế thành công đâu. Nói không chừng, ta còn có thể gây họa cho người ta nữa. Sao có thể xem là tự ta nghiên cứu ra? Nhìn qua biểu lộ rất nghiêm túc của Hy Mông Tư, Kiệt Sâm lắc đầu nói. Hy Mông Tư đại sư, linh dược tề này chính là sáng ý của ngươi. Ta chỉ cho ngươi một đề nghị. Hơn nữa, lúc giao cho đế quốc, ngươi cũng không cần phải báo tên của ta ra đâu. Ngươi cũng biết đấy, ta là người của linh dược sư tháp. Trong đó vẫn có chút phiền toái. Đối với linh dược tề kiểu mới, Kiệt Sâm ngược lại thực sự không để ở trong lòng. Nếu hắn nghĩ là có rất nhiều linh dược tề xứng phường có thể lấy ra, nhưng mà không cần phải phân công lao mà Hy Mông Tư phải cực khổ những năm này mới có được. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Gặp lại cố nhân. Nhưng mà Hy Mông Tư còn muốn nói điều gì nữa liền bị Kiệt Sâm cắt đứt. Thôi, Hy Mông Tư đại sư, không có thế nhưng gì hết. Nếu như người còn kiên trì như vậy thì chính là người đã không xem Kiệt Sâm ta là bằng hữu đâu. Nghe được Kiệt Sâm nói như vậy, Hy Mông Tư lập tức có chút luống cuống. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ phải đáp ứng, sau đó biểu lộ thành khẩn nhìn qua Kiệt Sâm. Kiệt Sâm hội trưởng, đúng là đại ân đại đức của người đối với ta, ta cũng không muốn nói nhiều. Hy Mông Tư ta tuy rằng thực lực quá bình thường, nhưng ở tại Luân Đế quốc này vẫn có một chút uy vọng. Về sau hội trưởng người nếu có gì cần thì cứ tìm ta nhá. Chỉ cần Hy Mông Tư ta có thể làm được thì ta sẽ không nhíu mày đâu. Nhìn qua biểu lộ rất nghiêm túc của Hy Mông Tư, trong lòng Kiệt Sâm không khỏi nổi nụ cười. Hắn biết rõ, có lời hứa hẹn này của Hy Mông Tư rồi thì dù hiện giờ hắn trực tiếp vứt bảo thải Hồng Tháp thì cái gì cũng mặc kệ. Dù mấy thế lực lớn khác của Luân Đa hành tinh này liên hợp lại muốn đối phó thải Hồng Tháp, thì thải Hồng Trì Tháp của hắn ở Luân Đa hành tinh này cũng sẽ tiếp tục sừng sững không bao giờ lùi. Một đế quốc linh dược đại sư, bát giai trung cấp đế linh sư, thất giai cao cấp linh dược hoàng sư muốn bảo trụ thải Hồng Tháp chỉ là một sự rất dễ dàng. Theo vào ngày chậm rãi đi qua, thế lực của Bác Nhĩ Đinh gia tộc ở Luân Đa hành tinh này không ngừng co rút, mà thải Hồng Tháp lại vùng lên như một kỳ tích. Trong miệng của vô số dân chúng ở đây, ẩn ẩn một lần hành động đã trở thành thế lực lớn nhất của toàn bộ Luân Đa hành tinh. Nhưng mà tuy rằng Bác Nhĩ Đinh gia tộc đã gặp phải đả kích trầm trọng, bất quá dù sao bách túc chi trùng tử nhi bất cương, cho dù là dưới tình huống thị trường của linh dược tề toàn diện sụp đổ thì lực lượng của Bác Nhĩ Đinh gia tộc vẫn như trước, không thể khinh thường. Gia tộc kia nhiều năm bồi dưỡng lực lượng vũ trang ở Luân Đa hành tinh cũng không có bao nhiêu người dám đơn giản bỏ qua nó. Huống chi Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn có Phất Lan Khắc là đệ nhất linh dược sư của Luân Đa hành tinh, cùng với đế linh sư bát giai đề cấp Mặc Tư Bản. Bác Nhĩ Đinh gia tộc cũng rất rõ ảnh hưởng của thải Hồng Chí Tháp bây giờ, cho nên sau khi biết được chống cự vô dụng thì bọn hắn cũng đành phải giống như độc xà, lén lút cuộn thân thể lại, toàn diện buông tha cho thị trường bản thổ ở Luân Đa hành tinh, lặng lẽ vươn sức tù về một hành tinh khác. Bất quá, thời gian cuộn mình này cũng không duy trì được bao lâu. Sau vài ngày ngắn ngủi, thành viên của Bác Nhĩ Đinh gia tộc phái đến các thành thị cũng bị các thế lực cường đại ở đó nhao nhao đuổi về. Cùng nhau trở về còn có một câu với những thế lực cường đại kia. Đấu giá hội của thải Hồng Chi Tháp vào 3 tháng sau, thế lực của những hành tinh khác như bọn hắn cũng muốn tham gia, mà trị liệu dược tề của thải Hồng Chi Tháp bọn hắn cũng muốn mua, cho nên hy vọng trên địa bàn của bọn hắn về sau không muốn gặp được mặt của thành viên Bác Nhĩ Đinh gia tộc nữa, nếu không gặp một người liền đuổi giết một người. Tin tức này liền như một cú đánh trùng trùng điệp điệp đập vào trên người của Mặc Tư Bản. Rất quá, ở dù trong nội tâm của Mặc Tư Bản có phẫn nộ như thế nào, hắn cũng không dám mở mồm ra. Lại đi đắc tội với những thế lực lớn như vậy sao? Bởi vậy, hắn cũng đành phải nhắm mắt, nuốt cơn tức vào trong bụng.
Cuối cùng, Mạc Tư Bản đành phải để cho Phất Lan Khắc rời đi. Phất Lan Khắc cũng không phải là thành viên dòng chính của Bác Nhĩ Đinh gia tộc, chỉ là một khanh khách của Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Sau khi việc của Bác Nhĩ Đinh gia tộc này rốt cuộc cũng vô vọng cuột khởi, hắn liền dứt khoát để lại một phong thư từ biệt, trong đêm khuya một mình rời đi. Mạc Tư Bản hôm sau biết được tin tức này, sau khi ngốc trệ trong chốc lát, rốt cuộc cũng phun ra một ngụm máu tươi, cả người chán ngản té ngã. Một đát sau, trong ánh mắt bi ai của tất cả thành viên gia tộc, Mạc Tư Bản kéo lấy bộ pháp trầm trọng về tới cửa phòng của mình. Một canh vượng giờ sau, một đạo mệnh lệnh cuối cùng liền được truyền ra. Tất cả sản nghiệp của Bác Nhĩ Đình gia tộc ở Ngọc Linh Thành, kể cả hai cái phường thị cỡ lớn, rất nhiều địa sản, thậm chí ngay cả phủ đệ cũng đều bán đi, đều về tất cả linh dược sư không muốn lưu lại, đồng thời toàn bộ gia tộc rời về Mễ La Thành. Mễ La Thành là thành trì nguyên quán của Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Mấy trăm năm trước, Bác Nhĩ Đinh gia tộc bắt đầu từ chỗ này phát triển dần lên, rồi sau đó dương đến Ngọc Linh Thành, cùng với những thành trì ở Luân Đa hành tỉnh khác, đã trở thành thế lực lớn một phương. Mà ở Mễ La Thành vắng vẻ, Bác Nhĩ Đinh gia tộc còn có lực ảnh hưởng nhất định. Mà đến hôm nay, bọn hắn từ nơi ấy đi ra cũng chỉ có thể lùi lại về nguyên quán. Hai ngày sau đó, rất nhiều thành viên Bác Nhĩ Đinh gia tộc phân bố ở các thành trì trong Luân Đa hành tỉnh tất cả đều im lặng rời đi. Mà ở trong Ngọc Linh Thành, càng khó tìm ra được một thành viên của Bác Nhĩ Đinh gia tộc. Lần này, Bác Nhĩ Đinh gia tộc vốn là một thân ở trong mấy thế lực đỉnh tiêm của Luân Đa hành tỉnh, liền triệt để thối lui ra khỏi trung tâm quyền lợi của Luân Đa hành tỉnh, lưu lạc thành một thế lực nhị lưu. Mà Kiệt Sâm sau khi biết được tin tức này cũng nắm chặt an bài một ít vụ tiếp thao của Thải Hồng Chi Tháp, bởi vì hắn tiếp gió. Rốt cuộc cũng tới lúc mình phải đi. Thiên Hồng Thành ở Xích Nhĩ Hành tỉnh phía nam Tái Luân Đế Quốc. Mấy thành vệ quân mặc áo giáp màu trắng đang đứng trực trong cơn gió rét lạnh run. Thời tiết của tháng hạ tuần đúng là mì rét lạnh nhất trong một năm. Gió lạnh như dao găm thổi qua bầu trời, phát ra tiếng gào thét ồ ồ. Cây rừng hai bên quanh đạo nhánh cây khô héo, mọc lên sàn sát như rừng núi chỉ thẳng vào bầu trời, có một loại điều hiu khó tả. Hôm nay đúng là chạng vạng tối, bầu trời âm u, có đại lượng mây đen chồng chất lách vào. Trong khí trời như vậy, có rất ít người đi ra ngoài, chỉ có vài phần xe lẻ tẻ từ nơi khác đến, thừa dịp vào đêm trước, tiến vào trong Thiên Hồng Thành nghỉ ngơi. Hôm nay thật là lạnh đó. Cũng là may, chỉ còn một lát nữa là đóng thành. Đến lúc đó, chúng ta đến Mã Lệ Tiểu Quán uống một chén đi, để cho ấm áp cơ thể. Là ta nghe nói, Mã Lệ Tiểu Quán mới về một nhóm rượu khá là mạnh, cũng không tệ lắm đâu. Một thành vệ quân dậm chân, trong miệng phun ra bạch khí lên tiếng nói. Ha ha, lão Uông, ta xem người nhớ thương không phải là rượu tiểu quán người ta, mà là bà chủ chứ. Một thành vệ khác nhịn không được trêu chọc. Lão Uông của chúng ta gần đây không làm gì để đến tiểu quán sao? Người cho rằng mọi người không biết gì à? Lão Uông, nói thật, người có cua được bà chủ người ta vào giường không? Lão bạn kia ta thấy hết rồi, bờ mông vừa lớn lại còn vừa vảnh lên, tư sắc cũng không tệ lắm đâu. Hơn nữa lại là một quả phụ. Đúng là lão Uông người thực sự là tuyệt phối đó. Lão Uông người đúng là có diễm phúc. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Gặp lại cố nhân. Phần đông thành vệ quân đều nhìn lão Uông cười. Ồ, tuyết đã rơi rồi đó. Một thành viên đưa tay ra, mảng lớn bông tuyết từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng tràn ngập khắp toàn bộ bầu trời. Ngay lập tức, toàn bộ bầu trời trong khoảnh khắc trắng xóa một mảnh. Cái thời tiết mắc toi này, giờ có lẽ không ai vào thành nữa đâu. Một trung niên thành vệ tuổi hơi lớn mở miệng lên tiếng, nhưng mà không đợi hắn nói xong thì đã dừng bặt. Hắn rời mắt về phía đạo quan đạo bên thành, trong đôi mắt mang theo vẻ khiếp sợ. Phần đông thành vệ quân đều nghi hoặc, theo ánh mắt đối phương nhìn sang. Quan đạo bình, một bóng người màu đen xuất hiện ở cuối quan đạo. Bóng người này tốc độ cực nhanh, ngay từ đầu chỉ nhỏ, chừng hạt vừng, một lát sau đã to như hạt đậu nành. Không đợi mọi người phục hồi lấy tinh thần thì tất cả thân ảnh đã hiện rõ trước mặt mọi người. Ồ, tốc độ của hắn thật là nhanh. Trong mấy người đều giật mình. Đây là một thanh niên có đầu tóc dài màu đen. Trong cơn gió rét lạnh phầm phầm này, hắn chỉ mặc một kiện trường bào màu nâu xám đơn bạc. Trong đó, rét phần phật phấp phới, không có chút cảm giác rét lạnh nào hết. Mà ở phía sau lưng của hắn lại càng cõng theo một thanh trọng kiếm màu đen rất lớn.
khiến cho đám thị vệ thành vệ quân cảm thấy giật mình đây chính là, tuy rằng bông tuyết bay tán loạn, nhưng mà khi bông tuyết rơi đầy trời phiêu tán đến thanh niên này, vậy mà đều quanh quẩn hắn mà quấn ra, giống như trên người của thanh niên này bị một tầng bảo vệ chụp vào. Trên y phục của hắn không có một mảnh bông tuyết nào hết. Thanh niên này đạm mạc nhìn mấy người này, thân hình không hề dừng lại, trực tiếp đi vào trong Thiên Hồng Thành. Người bình thường vào thành thì phải kiếm trả một chút, cũng thu phí. Nhưng mà đối mặt với thanh niên tóc đen này, vài tên thành vệ quân ngay cả mở mồm cũng không dám. Nói đùa gì chứ, ngay cả tuyết cũng không thể rơi vào trên đầu của nó, thì đây là thực lực thế nào? Ít nhất, những thành viên này đều sống đến bây giờ, chưa từng nhìn thấy qua tình cảnh như vậy. Đổi thành phi với loại cao thủ này, quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào. Đợi đến lúc thân ảnh thanh niên kia tóc đen đi mất, vài tên thành vệ quân ở đây mới trùng trùng điệp điệp thở ra một hơi dài. Rồi sau đó, ánh mắt mang theo kinh hãi, liếc nhìn nhau, sau lưng cảm thấy một hồi lạnh toát. Bất kể là như thế nào, thì từ nay về sau, bọn hắn uống rượu lại có thêm một chuyện đáng khoác lác rồi. Thanh niên tóc đen này đúng là kiệt sâm, dùng 2 ngày đi an bài xong sự vụ của Thải Hồng Chỉ Tháp với Ngọc Linh Thành, đã chạy đến Thiên Hồng Thành để gặp đệ đệ của mình, Lạc Khố Ân. Lúc mới bắt đầu, biết được kiệt sâm phải đi, 3 người lỗ nhĩ từ tất cả đều cuống quýt lên. Bất quá, kiệt sâm thân là hội trưởng của Thải Hồng Tháp, mệnh luyện thoáng một cái, coi như bọn hắn không nguyện ý thì cũng không ngăn trở được, đành phải để kiệt sâm rời đi. Cũng rất may kiệt sâm đã nói, hắn chỉ là đi ra ngoài một thời gian ngắn, tối đa là 3 tháng sau hắn nhất định sẽ trở về. Dù sao đến lúc đó chỉ còn một hồi đấu giá hội đang chờ hắn. Hơn nữa kiệt sâm từ trước khi rời đi cũng đã an bài chuyện của Thải Hồng Chi Tháp xong xuôi, 3 người lỗ nhĩ từ mới yên tâm một chút. Tuy rằng kiệt sâm đến Thải Hồng Chi Tháp, thượng nhiệm vẫn chưa tới gần 2 tháng. Nhưng mà sau khi trải qua một loạt chuyện như vậy, hắn nghiễm nhiên trở thành chỗ dựa của Thải Hồng Chi Tháp, là nơi ký thác tinh thần của mọi người, là người không thể thiếu được. Phủ đệ của Mạc Lý gia tộc ở vào Thiên Nam Thiên Hồng Thành, căn cứ theo trí nhớ, kiệt sâm rất nhanh đi tới trước phủ đệ của Mạc Lý gia tộc. Cửa phủ đệ, 2 gã phủ đệ đang nói chuyện phiếm với nhau, chưa thấy kiệt sâm đi tới, lập tức cảnh giác. Đặc biệt là khí tức ẩn ẩn trên người của kiệt sâm khiến 2 hộ vệ này đều có chút kinh hãi. Người là người nào? Một hộ vệ trong đó lấy hết dũng khí hô lên. Kiệt sâm khẽ cười nói. Các người vào nói với Khải Tư Đặc một tiếng, cứ nói là Kiệt Tư đã đến. Hiện nay, Mạc Lý gia tộc trong Thiên Hồng Thành quyền thế vô cùng lớn, địa vị trong toàn bộ hành tinh này cũng không hề bình thường. Mặc cho ai nhìn thấy Khải Tư Đặc tộc trưởng cũng đều phải xưng hô một tiếng tộc trưởng hoặc là đại nhân, nhưng mà Kiệt Sâm lại trực tiếp xưng hô danh tự. Nếu là người bình thường, 2 hộ vệ này tuyệt đối sẽ quát lớn. Nhưng đối mặt với Kiệt Sâm, 2 người này vốn có nhãn lực không nói gì. Một hộ vệ trong đó cùng kính nói. Vậy thỉnh chờ ta đi một lát, ta sẽ thông báo. Kiệt Sâm cũng không thèm để ý, cứ như vậy đứng ở trước cửa phủ đệ. Nhìn qua phủ đệ này quen thuộc, trong lòng lại có chút cảm khái. Ta đã rời đi 3 năm rưỡi, sắp đến 4 năm. Cũng không biết là Khố Ân tên kia hôm nay đã tu luyện đến cấp bậc nào rồi đây. Khóe miệng của Kiệt Sâm không khỏi hiện lên một tia mỉm cười. Phía trong đại sảnh Mạc Lý gia tộc, giờ phút này đang tiến hành tiệc tối. Tất cả thành viên của Mạc Lý gia tộc đều tụ tập cùng một chút, mà ngồi ở phía trước nhất chính là Khải Tư Đặc tộc trưởng. Khải Tư Đặc tộc trưởng, gần đây là Khố Ân thiếu gia chưa bao giờ gửi thư về sao? Ngồi ở dưới tay hắn, đúng là Khách Khanh Linh Dực đại sư của Mạc Lý gia tộc. Lúc trước bị Kiệt Sâm khích tướng, thông qua phối chế vài loại ngũ hành dược tề trùng kích đến ngũ giai cao cấp linh dược tông sư, Lạc Khắc. Sau khi nghe thấy Lạc Khắc, toàn bộ đại sảnh thoáng cái im lặng trở lại. Tất cả mọi người đều rời ánh mắt trên người của Khải Tư Đặc tổng trưởng. Khải Tư Đặc gật gật đầu, trên mặt lại không chút biểu tình. À, thì là có gửi thơ, nhưng mà trên đó có viết một ít chuyện mà hắn học ở học viện. Tuy rằng hắn không nói cái gì hết, nhưng mà ta có thể cảm giác ra. Hắn ở bên kia cũng không có thuận lợi. Nói xong, Khải Tư Đặc lắc lắc đầu, trên mặt nhịn không được mang theo vẻ cô đơn. Không đợi được Khải Tư Đặc nói hết một lời thì lộ vẻ nhanh chóng, chạy ập đến. Khải Tư Đặc tộc trưởng, bên ngoài có một thanh niên tóc đen tới, nói danh tự là Kiệt Tư. Chén rượu trong tay của Khải Tư Đặc tộc trưởng rớt xuống sàn, rồi nát bấy. Cái gì? Kiệt Tư đại nhân? Trong đại sảnh là Khắc, Viêm Liệt, Mã Khả Ni. Rất nhiều thành viên của Khắc Lý gia tộc cơ hồ đồng thời đều đứng lên, trừng to mắt nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ rung động cùng với kinh hỉ. Đi đi đi, chúng ta đi. Rồi sau đó,
bọn người khải tư đặc tập trưởng nhanh chóng vào ra ngoài. Bọn người khải tư đặc, Lạc Khắc lập tức đi tới cửa, trong miệng thấy mấy thân ảnh quen thuộc trong gió tuyết, trong mắt đều toát ra vẻ cuồng hỉ, trong miệng lúc này liền phát ra tiếng kinh hô kích động. Kỳ tư đại nhân! Khải tư đặc tộc trưởng, Lạc Khắc, Mã Khả Ni trưởng lão, Viêm Liệt. Trên mặt Kiệt Sâm cũng lộ ra dáng tươi cười, mở miệng lên tiếng. Kiệt tư đại nhân à, ngươi đã trở về rồi. Ngươi vừa đi đã gần 4 năm đó. Chúng ta... Con mắt của Khải Tư Đặc có chút đỏ ửng lên, bởi vì lúc trước Kiệt Sâm đến, cứu vớt Mặc Lý gia tộc bọn họ khỏi nguy cơ. Rồi sau đó bởi vì quan hệ với Kiệt Sâm nên bọn hắn cũng kéo được quan hệ với A Lỗ Địch Ba đại nhân. Trong nháy mắt, 4 năm thời gian nhanh chóng trôi qua, mà Mặc Lý gia tộc bọn hắn cũng rốt cuộc trở thành một thế lực lớn của Xích Nhĩ hành tinh. Có thể nói, nếu như không có Kiệt Sâm, sẽ không có Mặc Lý gia tộc bây giờ. Mà thần sắc của mọi người Lạc Khắc cũng tràn đầy kích động, trong nội tâm cảm khái vô cùng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Gia tộc đệ nhất. Xem ta này, còn để đại nhân ngươi đứng ở trong gió tuyết như vậy nữa. Kế tư đại sư à, chúng ta đi vào bên trong nói chuyện. Khải Tư Đặc nhịn không được sống mũi cay xè, vội vội vàng vàng mời Kiệt Sâm vào trong. Lúc này, mọi người Khải Tư Đặc túm tụm lại, Kiệt Sâm và một đám người của Mặc Lý gia tộc hạo hạo đáng đáng đi vào trong phủ đệ. Trong phòng khác của phủ đệ Mặc Lý gia tộc, Kiệt Sâm, Khải Tư Đặc tộc trưởng, Lạc Khắc, Mã Khả Ni trưởng lão và Viêm Liệt cùng tụ lại một chỗ. Yến hội lúc trước đã toàn bộ triệt hồi, đổi thành một bữa tiệc mới. Mà Kiệt Sâm, Khải Tư Đặc tộc trưởng đều nói về những chuyện trong các năm nay. Lúc trước, Kiệt Sâm bởi vì có chút nguyên nhân nên phải mai danh ẩn tích, dùng tên tuổi Kiệt Tư, xông ra uy danh lớn lao ở Xích Nhĩ hành tinh. Nhưng mà hôm nay, hắn là thân phận hội trưởng của Thải Hồng Chi Tháp ở Luân Đa hành tinh, tự nhiên sẽ không cần phải che giấu mình như vậy nữa. Hắn nói đại khái tình huống của mình cho mọi người Khải Tư Đặc tộc trưởng một chút, chỉ nói rõ thân phận và tên thật hiện giờ của mình. Về phần trước kia tại sao phải đi vào Xích Nhĩ hành tinh thì hắn không nói tỉ mỉ làm gì. Kiệt Tư đại nhân, tên thật như thế mà gọi là Kiệt Sâm, hôm nay là đệ tử hạch tâm của Linh Dược Sư Tháp, hội trưởng của Linh Dược Sư Công Hội, của một trong các hành tinh cường đại nhất đế quốc. Dù đã có suy đoán về thân phận Kiệt Sâm, nhưng sau khi bọn hắn biết rõ thân phận thực sự của Kiệt Sâm bây giờ vẫn khiếp sợ không nói nên lời. Phải biết rằng, Xích Nhĩ hành tinh này tuy rằng ở trong toàn bộ Tái Luân đế quốc cũng không tính là yếu ớt, càng vì sự sụp đổ của linh trì bí cảnh, huyết uyên sơn trống rỗng xuất hiện trên có thể trực tiếp khai thác huyết uyên tinh mà mấy năm qua phát triển nhanh chóng, nhưng vẫn không thể so với Luân Đa hành tinh được. Mà Thải Hồng Chi Tháp là một trong những thế lực lớn nhất của Luân Đa hành tinh này, địa vị, thân phận và quyền lực trong tay lại càng lớn đến kinh người. Cái này từ việc ở Xích Nhĩ hành tinh có A Lỗ Địch Ba là bát giai đế linh sư, mà thủ lĩnh của mấy thế lực lớn ở Luân Đa hành tinh này đều là bát giai đế linh sư, có thể thấy được lốm đốm. Mà đúng rồi, là Khố Ân ở đâu? Tại sao mà ta nhìn mãi cũng không thấy hắn? Sau khi đơn giản nói lại tình huống của mình, ánh mắt của Kiệt Sâm dò xét xuống mỗi người trong đại sảnh, lập tức không khỏi nhíu mày. Lúc ở cửa ra vào, hắn đã quan sát qua tất cả thành viên đi ra, cũng không phát hiện ra Lạc Khố Ân trong đó. Giờ trong đại sảnh hắn cũng không phát hiện ra sự tồn tại của Lạc Khố Ân, nên không khỏi nghi hoặc. Mà theo thoại âm của Kiệt Sâm rời xuống, trong đại sảnh, mọi người vốn mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, bây giờ trong đáy mắt đều trầm mặc. Cảm thụ được hào khí quỷ dị trong đại sảnh, lông mày của Kiệt Sâm liền nhíu lại. Khởi Tư Đặc tộc trưởng, Lạc Khố Ân ở đâu? Chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra? Hắn lần nữa mở miệng, lông mày không khỏi lần nữa nhíu sâu hơn. Kiệt Sâm đại nhân. Trên mặt của Khải Tư Đặc có chút do dự, lên tiếng nói. Lạc Khố Ân nó cũng không có ở Thiên Hồng Thành, mà nó đã đi đế đô rồi. Đi đế đô rồi sao? Nghe được tin tức này, Kiệt Sâm vốn một trong nội tâm cảm thấy một tia lo lắng không ổn, không khỏi khởi ra một hơi. Chỉ cần không có chuyện gì là tốt rồi. Sau đó hắn lại hỏi lại lần nữa. Vậy thì Lạc Khố Ân đến đế đô để làm gì? Cái này... Khải Tư Đặc do dự một chút, cắn răng nói. Kiệt Sâm đại nhân, nói ra người có thể ngàn vạn lần không nên tức giận Lạc Khố Ân. Hắn bây giờ đang ở Hoàng gia Linh Vũ học viện của đế đô, là một học viên trong đó. Hoàng gia Linh Vũ học viện là một học viên? Kiệt Sâm có chút sững sờ, lập tức nhíu mày dò hỏi. Vậy thì Lạc Khố Ân hiện giờ thực lực như thế nào?
Chẳng lẽ những năm gần đây hắn vẫn một mực không đột phá hay sao? Hoàng gia Linh Vũ học viện, Kiệt Sâm đã nghe nói qua, là hoàng gia học viện của Tái Luân Đế Quốc, đồng dạng cũng là học viện có thực lực mạnh nhất của cả Tái Luân Đế Quốc, là nơi mà vô số đệ tử Tái Luân Đế Quốc tha thiết ước mơ. Nhưng mà hoàng gia Linh Vũ học viện cho dù có cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một cái học viện không có bất cứ ước thúc nào mà thôi. Cho dù là điều kiện tốt nghiệp có cao đi nữa, bình thường lục giai tới tôn linh sư cũng hoàn toàn có thể tốt nghiệp. Kiệt Sâm thực sự không nghĩ là Lạc Khố Ân lại chạy tới Hoàng gia Linh Vũ học viện để làm một học viên làm gì. Phải biết rằng, Lạc Khố Ân đã vào hơn 3 năm trước khi Kiệt Sâm rời đi, đã là lục giai cao cấp linh dược tôn sư. Hiện giờ đã 3 năm trôi qua, tuy rằng vào 2 năm trước khi Kiệt Sâm ở Đại lục Tinh Anh đối kháng gặp lại con trai trưởng của Cơ Lạc Tư là A Lỗ Địch Ba, Cơ Lạc Tư đã từng nói qua là Khố Ân khi đó vẫn là lục giai cấp thấp tôn linh sư. Nhưng mà Kiệt Sâm không tin trong 2 năm nay là Khố Ân vẫn là lục giai cao cấp tôn linh sư. Là Khố Ân chính là mục linh thân thể ngàn năm khó có trên đại lục. So với người bình thường thì trong quá trình tu luyện căn bản sẽ không gặp phải bình cảnh gì. Lúc trước khi Kiệt Sâm rời khỏi hoàn toàn có thể tăng Lạc Khố Ân lên thất giai đế cấp hoàng linh sư. Chỉ là không muốn hắn đột phá nhanh như thế thôi. Muốn cho hắn hậu tích bạc phát. Bởi vậy, sau khi nghe được Lạc Khố Ân rõ ràng chạy tới Hoàng Linh Vũ học viện là một học viên, khiến cho nội tâm của Kiệt Sâm tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không thể hiểu được. Kiệt Sâm đại nhân, Khởi Tư Đặc Tộc Trưởng lắc đầu nói, Lạc Khố Ân đã sớm tấn cấp đến thất giai hoàng linh sư. Nó là đột phá một năm rưỡi sau khi đại nhân người rời đi. Nhưng mà trong 2 năm nay tu luyện của nó một mực không có rời xuống. Hôm nay đã là thất giai cao cấp hoàng linh sư. Hắn đã đi Hoàng gia Linh Vũ học viện là có nguyên nhân khác. Nói đến đây, trên mặt của Khải Tư Đặc không khỏi lộ ra một tia đắng chát. Kiệt Sâm đại nhân à, đáng lẽ ra chuyện này ta vẫn nên nói với người từ đầu. Lúc này, Khải Tư Đặc tộc trưởng bắt đầu chậm rãi nói lại những chuyện của Mạc Lý gia tộc trong những năm nay. Nguyên lai, ban đầu sau khi Kiệt Sâm rời đi, bởi vì quan hệ với Kiệt Sâm nên Xích Nhĩ Hành tỉnh đốc, A Lỗ Địch Ba trợ giúp Mạc Lý gia tộc rất nhiều, giao cho một bộ phận quyền tiêu thụ huyết uyên tinh khai thác được ở huyết uyên sơn cho Mạc Lý gia tộc. Bởi vì vậy, Mạc Lý gia tộc những năm gần đây mới không ngừng phát triển lớn mạnh, thực lực thành viên cũng không ngừng đề cao, bây giờ cũng đã tấn cấp thất giai đế cấp hoàng linh sư, là thất giai hoàng linh sư thứ hai của Mạc Lý gia tộc ngoại trừ Lạc Khố Ân. Mà Lạc Khắc lúc trước là ngũ giai cao cấp tông linh sư, bây giờ là ngũ giai linh dực tôn linh sư, lục giai đế cấp linh dực tôn sư rồi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Truyện được phát trên website truyenaudiovv.pro, kênh MC Annie, gia tộc đệ nhất. Mà trong những năm Kiệt Sâm rời đi, Lạc Khố Ân không ngừng tích lũy. Hắn cũng không phải sốt ruột đột phá mà nghe theo ý kiến của Kiệt Sâm, không ngừng củng cố tu vi. Ngoại trừ tu luyện ra, bình thường đối luyện với Cơ Lạc Tư một chút, hoặc là cùng Phi Lộ Đặc đi ra du ngoạn. Nhưng trong những năm này, tình cảm của Lạc Khố Ân và Phi Lộ Đặc càng ngày càng sâu, hai người đều thầm nảy sinh tình cảm. Nhưng vào 2 năm trước, không biết nguyên nhân gì Áo Đức Lâm Thành Chủ đột nhiên từ nhậm Thành Chủ Thiên Hồng Thành, đồng thời Thiên Hồng Thành lại một lần nữa đưa tới một thành chủ mới. Đương nhiên, lấy thế lực hiện giờ của Mạc Lý gia tộc ở Thiên Hồng Thành, cùng với quan hệ với tỉnh đốc A Lỗ Địch Ba, thành chủ mới cũng không đáng kể chút nào. Mấu chốt đó chính là Áo Đức Lâm thành chủ và Phỉ Lộ Đặc lại phải rời khỏi Thiên Hồng Thành. Mà lúc kia, tình cảm giữa Lạc Khố Ân và Phỉ Lộ Đặc đã rất sâu sắc, mà đã thấy hai người muốn tách ra. Lạc Khố Ân tự nhiên vô cùng khổ sở, nhìn thấy Lạc Khố Ân như vậy, Khải Tư Đặc tộc trưởng thương lượng với gia tộc một chút, liền quyết định trước khi Áo Đức Lâm và Phỉ Lộ Đặc rời đi sẽ biểu đạt Mạc Lý gia tộc cầu hôn với Áo Đức Lâm thành chủ. Nói đến đây, trên mặt của Khải Tư Đặc lập tức lộ ra vẻ sầu khổ. Nhưng mà ngay sau đó, đúng lúc là ngày hôm sau trước khi Áo Đức Lâm thành chủ rời đi, thì ta mang theo Lạc Khố Ân đến bái phòng Áo Đức Lâm thành chủ. Nhưng mà ngay cả mặt của Áo Đức Lâm thành chủ và Phỉ Lộ Đặc cũng chưa gặp đã bị người của gia tộc Áo Đức Lâm thành chủ đến đây đón người ngăn cản. Ngăn cản sao? Kiệt Sâm cả kinh. Nghe vậy, trong lòng của hắn đã ẩn ẩn suy đoán ra kế tiếp phát sinh cái gì. Khải Tư Đặc gật đầu. Đúng, người ngăn chúng lại là một người cậu của Phỉ Lộ Đặc. Hắn tự hồ biết rõ chuyện giữa Phỉ Lộ Đặc và Lạc Khố Ân. Khi chúng ta đã nói rõ ý đồ nên hắn rất là quyết đoán, cự tuyệt. Hơn nữa, còn nói cho chúng ta biết, vĩnh viễn cũng đừng nên đánh chủ ý lên Phỉ Lộ Đặc.
Gia tộc của bạn họ cũng không phải là một gia tộc nho nhỏ như chúng ta có thể sánh được. Nếu như là Khố Ẩn còn dây dưa với Phỉ Lộ Đặc nữa, thì sẽ khiến cho Mạc Lý gia tộc chúng ta bị xóa sổ vĩnh viễn khỏi Tái Lần Đế Quốc. Kiệt Sâm đại nhân, là người không biết, bộ dáng của Lạc Khố Ẩn lúc đó thống khổ thế nào đâu. Cái đứa nhỏ này tuy rằng một loạt nhìn thì nó rất ôn hòa, nhưng mà cá tính của nó cũng rất là quật cường. Nếu mà thắng thì chưa bao giờ chịu cúi đầu. Nhưng mà bởi vì Phỉ Lộ Đặc, hắn đâu có cầu khố khẩn đối với đối phương. Hy vọng có thể gặp mặt Phỉ Lộ Đặc một lần nữa. Ta tự nhiên cũng ở một bên nói giúp. Nhưng mà người nó lại căn bản không có để ý tới. Cuối cùng là bị chúng ta ép quá, lại còn đả thương hai người là Khố Ẩn, trực tiếp ném ra khỏi phủ đệ của Áo Đức Lâm Thành Chủ. Từ đầu đến cuối, chúng ta cũng không hề nhìn thấy hai người Áo Đức Lâm Thành Chủ và Phỉ Lộ Đặc. Cái gì? Đả thương ngươi và là Khố Ẩn? Trong mắt của Kiệt Sâm lóe lên tình mang, có một tia lãnh ý hiện lên. Nhìn thấy hàn ý trong mắt Kiệt Sâm, trong lòng của Khải Tư Đặc run lên, vội vàng lên tiếng nói. Kiệt Sâm đại nhân à, ngươi tự xưng là cậu của Phỉ Lộ Đặc kia mạnh lắm. Lúc trước ta và là Khố Ẩn kia đều là lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng mà căn bản không địch nổi một chiêu trò của hắn. Ta tuy rằng thực lực không ra cái gì hết, nhưng mà cũng nhìn ra, người nó hẳn là không phải là thất giai hoàng linh sư đâu, mà cũng giống như A Lỗ Địch Bà đại nhân đó là bát giai đế linh sư. Nói đến đây, trong giọng nói của Khải Tư Đặc không mang theo một tia run rẩy. Mạc Lý gia tộc những năm gần đây tuy rằng không ngừng phát triển, nhưng dù sao vẫn chỉ là một tiểu gia tộc, không coi là thế lực siêu cấp. Bát giai đế linh sư đối với nhân vật như Khải Tư Đặc mà nói, thực lực quá mức cường đại và xa xôi, căn bản không phải bọn hắn có thể đắc tội được. Và sau khi trở về thì Lạc Khố Ẩn đã liền tu luyện như một điên. Ta đã thấy mà không có đành lòng, vì vậy chạy tới Xích Nhĩ Viêm Thành hỏi thăm A Lỗ Địch Ba đại nhân, muốn biết Áo Đức Lâm Thành chủ kia đến tột cùng là gia tộc gì, đồng thời cũng muốn biết đến A Lỗ Địch Ba đại nhân thay Lạc Khố Ẩn cầu tình với gia tộc đối phương. Nhưng mà ta lại không nghĩ tới A Lỗ Địch Ba đại nhân sau khi nghe nói xong thì chỉ hít một hơi, bảo là ta nên khuyên Lạc Khố Ẩn ngàn vạn lần không nên hành động theo cảm tính. Đối phương địa vị lớn lắm, đừng nói là Mạc Lý gia tộc chúng ta, coi như là hắn cũng căn bản không thể đắc tội được. Ta nghe là biết hết rồi, đối phương căn bản không phải là chúng ta có thể trèo cao. Nhưng mà sau khi ta nói lời với A Lỗ Địch Ba đại nhân cho Lạc Khố Ẩn nghe, thì Lạc Khố Ẩn cũng không buông tha. Hắn lại cần không ngừng tu luyện, rốt cuộc hai tháng sau đã đột phá đến thất giai đế cấp hoàng linh sư, rồi sau đó liền muốn đi tìm đế đô tìm Phỉ Lộ Đặc. Hắn nói hắn cũng muốn cố gắng của bản thân để đả động đến gia tộc của đối phương. Mà kể đối phương là nhân vật thế nào thì hắn tin tưởng chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh thì đối phương có lẽ sẽ thay chuyện mà đồng ý. Lúc trước ta có khuyên thế nào nó cũng không nghe. Hơn nữa ta biết mà, tính cách của nó bướng lắm. Chuyện mà nó đã quyết định rồi thì người làm cha như ta cũng không ngăn được, nên là phải đồng ý với nó. Kỳ thật cũng ở trong lòng ta là ôm một tia hy vọng. Có lẽ sau khi là Cố Ẩn này nó tấn cấp đến thất giai đế cấp hoàng linh sư thì đối phương đồng ý cho nó. Kiệt Sâm gật gật đầu. Đối phương không đồng ý chuyện của giữa là Cố Ẩn cùng Phỉ Lộ Đặc, lý do đơn giản chỉ có một, đó là Mạc Lý gia tộc nhỏ yếu quá, không muốn đăng hộ đối. Nhưng mà trên đời này, thứ đáng để cho những đại gia tộc kia nhìn chúng cũng không phải là có một cái. Tiềm lực cũng chỉ là một tiêu chuẩn trọng yếu trong đó mà thôi. Là Cố Ẩn so với mình còn trẻ hơn một tuổi. Hai năm trước cũng chỉ có dẫn tuổi. Thất giai đế cấp hoàng linh sư dẫn tuổi, tin tưởng vô luận ở chỗ nào cũng là tiểu, khiến người ta phải hoảng sợ. Vậy thì về sau thì sao? Kiệt Sâm dò hỏi. Về sau thì là Khố Ẩn liền đi đến đế đồ. Hắn thăm dò được phủ đệ của gia tộc Phỉ Lộ Đặc, nhưng mà ngay cả đại môn đối phương cũng chưa từng bước qua đã bị cậu của Phỉ Lộ Đặc ngăn cản, cũng khiến cho là Khố Ẩn chết đi cái tâm này. Là Khố Ẩn sao mà nguyện ý? Hắn nghĩ nóng lòng nên muốn xông thẳng vào, nhưng mà lại bị đối phương đánh ra, thiếu chút nữa ngay cả mạng cũng không còn nữa. Cũng may là ba liên đạt đại sư vừa vặn đi qua, nếu không thì chỉ sợ là Khố Ẩn lúc trước đã chết ở đó luôn rồi. Nói đến đây, Khải Tư Đặc toàn thân đều không kìm được run rẩy. Có thể tưởng tượng ra, lúc trước khi đạt được tin tức này hắn đã thống khổ đến nhường nào. Thân là phụ thân của Lạc Khố Ân, hắn nói với cái này không cách nào khác, khiến cho hắn tự trách vô cùng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, kênh MC Annie. Thánh Địa Đế Quốc.
Bất quá thì là coi là như thế. Lạc Khố Ân ta vẫn còn chưa buông tha đâu. Nó vẫn tiếp tục dừng lại ở đế đồ. Hơn nữa gia nhập vào Hoàng Linh Sư Vũ Học Viện gì đó đó, không ngừng tu luyện. Trong hai năm qua, một mực tu luyện đến thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư. Dù cứ như vậy nhưng mà gia tộc của Phỉ Lộ Đặc vẫn một mực không cải biến. Về sau theo thời gian thì Lạc Cố Ân ở đế đô càng ngày càng dài, hiểu rõ cũng ngày càng nhiều. Với minh bạch cổ lôi tư gia tộc của Phỉ Lộ Đặc, thậm chí có được danh xưng là tái luân đế quốc gia tộc đệ nhất. Nói đến đây, Khải Tư Đặc toàn thân đều run rẩy. Gia tộc đệ nhất, điều này đại biểu cho vinh quang vô thượng, địa vị hiển hách cùng với thực lực cường hoành. Đặc biệt là ở tứ đại đế quốc như tái luân đế quốc này, đối với người bình thường mà nói, càng có được sự uy hiếp không gì sánh được. Dù Mạc Lý gia tộc những năm gần đây có phát triển cường đại, nhưng nghĩ đến tên tuổi khổng lồ của đối phương, cũng căn bản không có dám niệm ý trèo cao. Chênh lệch giữa cả hai thế lực quá lớn, căn bản không so sánh được. Cũng giống như trong hiện thực, một nhi tử của huyện trưởng lại muốn lấy con gái của quyền hào lớn nhất kinh thành, khả năng thực sự là quá thấp. Gia tộc đệ nhất sao? Trong đại sảnh, Kế Sâm chậm rãi gật đầu. Lúc trước địa vị của Áo Đức Lâm thành chủ cực kỳ đặc biệt, một thành chủ nho nhỏ trên yến hội sinh nhật của A Lỗ Địch Ba, lại khiến ngay cả A Lỗ Địch Ba cũng phải dùng mặt ôn hòa. Càng khoa trương chính là ngay cả Ba Liên Đạt đại sư và Đề Gia Lợi Á hoàng tử đều phải tới bái phỏng, bởi vậy có thể thấy được không tầm thường. Nhưng mà dù đối phương là gia tộc đệ nhất thì cũng không nên cự tuyệt Lạc Khố Ân chứ. Kỳ Sâm nghi hoặc nhìn về phía Khải Tư Đặc. Lúc trước khi đối phương ở Thiên Hồng Thành cự tuyệt Lạc Khố Ân, vậy cũng không có nghĩa là gì. Dù sao khi đó Lạc Khố Ân mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư. Mặc dù được cho là đệ nhất thiên tài ở Xích Nhĩ Hành Tỉnh, nhưng ở đái tái luân đế quốc này lại không coi như là yêu nghiệt. Nhưng những năm về sau, Lạc Khố Ân tấn cấp thất giai đế cấp Hoàng Linh Sư, hôm nay lại đạt đến cảnh giới cao cấp. Đối phương lại là cự tuyệt, liền cảm thấy trong lòng Kiệt Sâm không lặn rõ ràng. Lạc Khố Ân hiện giờ chỉ 23 tuổi, thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư 23 tuổi. Cho dù ở tái luân đế quốc không được xưng là đệ nhất thiên tài, cũng là tuyệt đối thuộc loại cao cấp. Đối phương là một gia tộc đệ nhất thì làm sao? Kiệt Sâm tin rằng đối phương tuyệt đối sẽ không làm lơ trước thiên phú của Lạc Khố Ân. Lấy tốc độ tấn cấp của Lạc Khố Ân bây giờ, tương lai coi như tu luyện đã giảm xuống, trở thành bát giai đế linh sư căn bản không có gì phải nghi ngờ. Ở Tư Đặc Ân Đại Lục, nếu như nói thất giai Hoàng Linh Sư có thể tính toán là cường giả, thì bát giai đế linh sư, vô luận là đặt ở chỗ nào cũng có thể coi là kiêu hùng khoa trấn một hồi, nhưng làm con rể cũng đã đủ lắm rồi. Dù sao, cổ lôi tư thân là gia tộc đệ nhất của tái luân đế quốc, con cái dòng chính thất nhất định sẽ không ít. Nhưng mà theo như lời nói của Khải Tư Đặc, dù vậy đối phương vẫn cự tuyệt lại khiến Kiệt Sâm tràn đầy nghi hoặc. Trừ phi, địa vị của Phỉ Lộ Đặc trong cổ lôi tư gia tộc cực kỳ đặc thù, hoặc là còn nguyên nhân đặc thù nào khác, nếu không thì cổ lôi tư gia tộc kia tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu. Kiệt Sâm đại nhân, ta cũng không có rõ ràng lắm đâu. Lạc Khố Ân cũng chưa từng nói với ta. Khải Tư Đặc tộc trưởng lắc đầu nói. Nhưng mà ta chỉ biết là cổ lôi tư gia tộc kia ngăn cản hai người Lạc Khố Ân và Phỉ Lộ Đặc ở chung một chỗ. Thậm chí nói với yêu cầu gặp mặt Phỉ Lộ Đặc của Lạc Khố Ân đều cự tuyệt. Vậy nên từ sau khi Áo Đức Lâm thành chủ rời chức đến bây giờ đã hơn 2 năm. Nhưng mà Lạc Khố Ân cũng chưa từng được nhìn thấy Phỉ Lộ Đặc. Sao? Gia tộc thuần túy ngăn cản, thậm chí ngay cả một mũi cũng không cho gặp sao? Lông mày của Kiệt Sâm nhăn lại, trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng nói. Được rồi, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều như thế nữa đi. Khải Tư Đặc tộc trưởng, người đưa địa chỉ hiện giờ của Lạc Khố Ân cho ta. Kiệt Sâm đại nhân à, người muốn đi đế đồ sao? Khải Tư Đặc nhịn không được giận mình nói. Ừ, sáng mai ta sẽ đi. Kiệt Sâm gật đầu, nếu đồ nhi của mình đã gặp nạn, thì người sư phụ này sẽ tự nhiên phải nhanh chóng đi tìm xem. Phía trong đại sảnh, bọn người Khải Tư Đặc và Lạc Khố Ân liếc nhau, trong hai tròng mắt nhìn không được toát ra một tia kinh hỉ không hiểu. Đối với Kiệt Sâm, bọn hắn có một loại dự tin như gần như mê tín. Thời gian kế tiếp, mọi người đều vui sướng tiến hành tiệc tối, đương nhiên chủ đề tự nhiên sẽ vây quanh Kiệt Sâm. Trong số thành viên ở đây, có ít người chưa từng thấy qua Kiệt Sâm. Sau khi nghe thấy Kiệt Sâm đại nhân này chính là người đánh tan Lạc Cơ gia tộc, đánh chết thất giai Hoàng Linh Sư Khoa Ân Hỷ Nhĩ, cứu vớt Mạc Lý gia tộc, thì trong nội tâm lại tràn đầy rung động không hiểu. Trong ánh mắt nhìn về phía Kiệt Sâm tràn đầy kính nể. Một đêm im lặng đã qua. Buổi sáng ngày hôm sau, cho dù Khải Tư Đặc tộc trưởng kiệt lực giữ lại, nhưng Kiệt Sâm vẫn quyết định xuất phát rời đi.
bọn người Khải Tư Đặc Tộc Trưởng biết rõ tâm ý của Kiệt Sâm nên cũng không có cách nào hết. Lúc này, toàn bộ đám người mặc Lý gia tộc hạo hạo đáng đáng đưa Kiệt Sâm đến cửa Bắc Thiên Hồng Thành. Phía ven đường, chỉ đội ngũ này đã chấn kinh tất cả dân chúng Thiên Hồng Thành. Không ít người nhìn qua Kiệt Sâm được mọi người Khải Tư Đặc Tộc Trưởng cung kính đưa tiễn, nhào nhào nghị luận. Phải biết rằng, mặc Lý gia tộc hiện giờ chính là gia tộc đệ nhất của Thiên Hồng Thành. Song toàn bộ Xích Nhĩ hành tình cũng là một thế lực riêng tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà toàn bộ xuất động, đuổi tiễn một thanh niên hoạt nhìn có vẻ hơn 20 tuổi. Sau khi chuyện này chuyển ra, không ít dân chúng trải qua sự kiện năm đó cũng đã nhận ra bộ dáng của Kiệt Sâm, càng khiến cho Thiên Hồng Thành này nhấc lên một trận gió bão. Bất quá, những việc này không có quan hệ gì tới Kiệt Sâm. Hắn sau khi cáo từ bọn người Khải Tư Đặc ở Thành Bắc liền không chút dừng lại, trực tiếp bay vút hướng về phía Xích Viêm Thành. Trước khi đến Đế Đô, hắn quyết định đi bái phòng bằng hữu cũ một chút, chính là tỉnh đốc A Lỗ Địch Ba. Một ít chuyện Khải Tư Đặc có thể không rõ ràng lắm, nhưng mà A Lỗ Địch Ba thân là tỉnh đốc có lẽ sẽ biết nhiều hơn Khải Tư Đặc rất nhiều. Đế đô của Đế Ngọc Thành tái luân đế quốc, phóng mắt khắp toàn bộ Tư Đặc Ân Đại Lục, đơn thuần độ nhỏ của thành trì khó có thể so với nó cũng không có bao nhiêu. Đế đô Đế Ngọc Thành, riêng nhân khẩu đã có gần ngàn vạn. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, kênh MC Annie, Thánh Địa Đế Quốc. Thần là một đô thành có mấy ngàn năm lịch sử, trong Đế Ngọc Thành có rất nhiều gia tộc cổ xưa có lịch sử lâu đời. Ở nơi như Đế Đô Ngọc Thành thì bát giai cao thủ cũng không thiếu, nhưng mà không người nào dám cường hoành ở Đế Đô, bởi vì gia tộc cường đại ở nơi này rất nhiều. Trên thực tế, nếu như từ căn bản mà nói, bất cứ hoàng thất của một đế quốc nào hắn phải là gia tộc cường đại nhất. Đế đô đế vương, thành thánh đông là nơi ở quyền quý, mà hoàng cung cùng với nằm trong phạm vi đông thành, mà trừ bỏ một ít đại gia tộc ra. Ở đông thành còn có một chỗ đặc thù, đó chính là Hoàng gia Linh Vũ Học Viện. Hoàng gia Linh Vũ Học Viện là do đế quốc bỏ vốn kiến tạo, tự nhiên đại khái khí thô, chiếm diện tích rất lớn, phạm vi gần 10 dặm. Học viện lớn như vậy cơ hồ có thể so sánh với một thành trì nhỏ. Chính là do đế quốc hoàng thất kiến tạo nên mới có thể ở trong đế đô tấc đất tấc vàng này chiếm một mảnh diện tích lớn. Cửa chính của Hoàng gia Linh Dược Học Viện chừng 50 mét. Ở trên cửa viện có một tầng kiến trúc hình bán nguyệt khổng lồ. Trên kiến trúc hình bán nguyệt kia còn có các loại linh vân tinh vũ huyền ảo. Chỉ cần xem trình độ phức tạp của nó là đã biết rõ linh dược trận vân ở trên cửa điện Hoàng gia Linh Vũ Học Viện này là một linh lực trận cỡ lớn. Giờ phút này, trên đường ở trong Hoàng gia Linh Sư Học Viện, có một thanh niên có mái tóc dài màu rám nắng đang chậm rãi đi về phía trước. Người này nhìn qua chỉ khoảng tầm 20-23 tuổi, thân mặc một bộ trường bào màu xanh, bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm, trên mặt vô cùng bình thản, tào nhã. Nhưng mà ánh mắt hắn lại có một tia kiên nghị không hiểu thấu. Người này đúng là nhị đệ tử Lạc Khố Ân của Kiệt Sâm. Thời gian vài năm gần đây, vẻ ngây thơ trên mặt của hắn đã biến mất không ít. Giờ tay nhấc chân cũng có khí tức kinh người tán giật, ánh mắt lạnh như băng khiến nội tâm người khác phải sợ hãi không thôi. Các học viên khác trên đường đi gặp phải hắn đều không tự chủ được phải tránh xa. Tên đó chính là đệ tử thiên tài Lạc Khố Ân của học viện chúng ta, cũng là thất giai cao cấp hoàng linh sư rồi mà vẫn chưa có tốt nghiệp. Ta cũng nghe nói hắn ưa thích nữ hài gia tộc đệ nhất của Lôi Tư gia tộc của đế quốc chúng ta. Hai năm trước khi gia tộc học viện đã là thất giai đệ cấp hoàng linh sư. Hai năm trước, từ thất giai đệ cấp hoàng linh sư tu luyện tới thất giai cao cấp hoàng linh sư. Một tốc độ nhanh như thế, thực sự là biến thái. Quả thực, hắn là một yêu nghiệt đó. Thiên tài như thế, không biết là cổ Lôi Tư Lạc Tư lại sao lại không có đồng ý. Thực sự là đến ta cũng không có rõ. Cạnh đường không ít đệ tử nhau nhau nghị luận, bọn hắn đại đa số đều hơn 10 tuổi, cũng không ít là người hơn 20. Phần lớn là tứ giai thiên linh sư và ngũ giai tông linh sư. Cũng có một ít lục giai tôn linh sư. Tại Hoàng gia của Linh Vũ Học Viện, đệ tử đạt tới lục giai tôn linh sư có thể tốt nghiệp rồi. Bình thường khi đạt tới lục giai tôn linh sư đã không còn nhỏ nữa, tự nhiên không muốn tiếp tục dừng lại trong học viện. Mà thất giai hoàng linh sư là Cố Ân còn gia nhập học viện, thất giai cao cấp hoàng linh sư vẫn chưa tốt nghiệp trong lịch sử đã ít lại càng thêm ít, thậm chí cơ hội là không có. Bộ pháp của Lạc Cố Ân cũng không nhanh, nhưng tốc độ lại cực kỳ kinh người, đệ tử ở trên người này càng ít. Đã đến. Một tòa kiến trúc xa hoa nhất xuất hiện trước mặt của Lạc Khố Ân. Đây là khu ký túc xá Đồng Sư Học Viện.
hai gã hộ vệ cũng nhận thức được Lạc Khố Ân nên cũng không kiểm tra, để cho Lạc Khố Ân tiến vào. Lạc Khố Ân đi thẳng tới một văn phòng tầng cao nhất. Mai Nhĩ Lý viện trưởng, người đã tìm ta sao? Lạc Khố Ân sau khi thông bẩm liền tiến nhập vào văn phòng. Trong văn phòng là một lão giả có chạm râu hoa râm, sắc mặt của hắn hồng nhuận hơn phớt, hai mắt không đục ngầu như những lão giả bình thường mà mênh mông như bầu trời đêm, mang đến cho người khác cảm giác vô tận thầm thúy. Lạc Khố Ân, mời ngồi. Lão giả kia sau khi để Lạc Khố Ân ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng nói. Lạc Khố Ân, chuyện lần trước ta đã nói với người đó, người cân nhắc thế nào? Lạc Khố Ân lắc đầu. Mai Lý Nhĩ viện trưởng, hảo ý của người ta tâm lĩnh, bất quá ta trước mắt vẫn chưa muốn gia nhập Thánh Địa Đế Quốc. Ngu xuẩn. Lão già lúc trước về mặt còn ôn hòa, thoáng cái chừng hai mắt, hắn hùng hằng chừng mắt nhìn Lạc Khố Ân. Thánh Địa Đế Quốc là căn cứ của tất cả thiên tài đế quốc, có thể gia nhập Thánh Địa đều là trụ cột tương lai của đế quốc, người có biết chưa? Có bao nhiêu đại nhân tìm phương pháp muốn ta để con cái của bọn hắn có một danh sách đề cử, mà ta không có muốn. Lại còn ngươi, ngược lại là tốt rồi, mỗi lần đều trực tiếp cử tuyệt toa, thực sự là thế nào? Lão già trên mặt phẫn nộ, không hề có cố kỵ, chửi ầm lên. Trên mặt của Lạc Khố Ân lại không chút biểu tình, im im lặng lặng đứng nơi đó, chỉ mặc kệ cho lão già mắng chửi. Lão già nhìn không được thở dài một hơi. Lạc Khố Ân, thiên phú của người đã là một mực để ý đến rồi. Nói thực ra, ta rất coi trọng người đó. Chuyện của người, ta cũng có nghe nói rồi. Cổ Lôi Tư gia tộc là gia tộc đệ nhất của Tái Luân Đế Quốc chúng ta. Kỳ thực muốn trở thành một thành viên của Cổ Lôi Tư gia tộc thì thiên phú của người hoàn toàn đã đủ rồi. Người còn kém chỉ là một thân phận thôi. Chỉ cần người gia nhập Thánh Địa Đế Quốc, có lẽ thái độ của Cổ Lôi Tư gia tộc đối với người sẽ hòa hoãn hơn đó. Mà còn hơn nữa, bây giờ người là thất giai cao cấp Hoàng Linh Sư rồi. Tuy rằng gia nhập Thánh Địa chỉ đệ tử bình thường, nhưng mà một khi tấn cấp bát giai đế linh sư thì có thể trở thành thánh tử. Đến lúc đó, cô địa vị thân phận thật lớn ở đế quốc thì sẽ không giống như bây giờ đâu. Ngay cả cửa của Cổ Lôi Tư gia tộc cũng không thể vào. Lão giả lắc lắc đầu liên tục. Ta nghĩ mãi cũng không rõ, người đến tụt cùng là vì cái gì? Mai Lý Nhĩ viện trưởng rất đau lòng. Thực là xin lỗi, Mai Nhĩ Lý viện trưởng, khiến cho người phải thất vọng. Lạc Khố Ân lên tiếng lạnh lùng nói. Người cũng không cần xin lỗi ta đâu. Người phải xin lỗi chính là người kia. Lão già chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lên tiếng. Được rồi, nếu như người đã không muốn thì ta cũng không cưỡng cầu người. Vị trí này ta sẽ thay người giữ lại. Nếu như ngày sau người thay đổi chủ ý thì cứ tới tìm ta. Mai Lý Nhĩ viện trưởng, dành ngày kia để có người thích hợp thì người cứ chọn người khác. Lạc Khố Ân ta không cần. Sau đó hắn xoay người rời khỏi phòng. Chòm râu của lão già bị thổi tung, hai mắt trợn tròn xoe, nhìn qua bóng lưng của Lạc Khố Ân rời đi nhưng lại không nói gì. Hắn chỉ thở dài một hơi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.